Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt một bị cáo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo trong vụ án này là Dương Ngọc Đức, 46 tuổi, ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật. Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2018, Đức là trưởng phòng tổng hợp của Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đó, từ năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, chuyển sang làm chuyên viên tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Vào năm 2009, Đức biết Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư thực hiện dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Để có tư cách pháp nhân ký hợp đồng thực hiện dự án với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, năm 2010, Đức rủ một số người góp vốn và thành lập công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đức Nguyên có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông của công ty này không có tên của Đức. Nhưng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2018, Đức đã có hành vi làm giả 48 tài liệu của công ty này, như giả mạo chữ ký của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty, giả danh phó giám đốc công ty, dùng con dấu của công ty Đức Nguyên đóng lên chữ ký của các loại giấy tờ giả trên. Sau đó, Đức đã sử dụng những tài liệu giả này để đăng ký thay đổi doanh nghiệp, giả mạo tư cách pháp nhân để mở tài khoản của công ty Đức Nguyên tại một số ngân hàng, đứng ra đại diện công ty này để toàn quyền thực hiện giao dịch các tài khoản trên và ký hợp đồng với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn để được tạm ứng kinh phí 12 tỷ đồng. Với những hành vi đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định theo khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự hiện hành.